Xin chào tất cả mọi người. Trong suốt quá trình làm việc và tiếp xúc với các em học sinh ở mọi lứa tuổi khác nhau, mình nhận thấy rằng có một số một việc phụ huynh tác động lên việc học của con. Một nhận đầu tiên của phụ huynh đó chính là con đạt điểm cao trên lớp là con sẽ giỏi. Tuy nhiên điều này chưa chắc là đúng. Điểm trên lớp đó là điểm gần như đó là điểm do các thầy cô ở trên lớp chấm. Tuy nhiên điểm này có thể phụ thuộc vào việc con đi học thêm của các thầy cô, cũng như là điểm để thành tích của các con cũng như của lớp đó, của trường đó nó luôn luôn ở một cái mức nào đó đạt yêu cầu. Vậy thì điểm cao trên lớp cũng chưa chắc được đánh giá được trình độ thật của con. Vì sao? Vì gặp rất nhiều trường hợp rằng là con điểm cao nên khi con đi học phải đi test ở một nơi khác, ở một địa điểm học thêm khác, thì hoàn toàn nền tảng kiến thức của con không có một chút gì. Vậy thì phụ huynh nên lưu ý rằng con điểm cao trên lớp thì chưa chắc con đã học giỏi. Con học nâng cao nhiều chưa chắc điểm con đã cao, bởi vì sao? Khi một khi các bạn học sinh tập trung quá nhiều vào kiến thức nâng cao, các bạn vô hình chung sẽ bỏ quên những kiến thức cơ bản. Và như vậy, kiến thức cơ bản các bạn không có thì nền tảng không có, nó giống như một cái nhà thôi các bạn ạ. Đó là gì? Nhà không có móng chắc thì không thể nào xây lên các tầng cao. Vậy thì nếu như nền tảng cơ bản của kiến thức con không nắm được, thì dù con học nâng cao đến đâu chăng nữa thì con cũng sẽ chỉ là một cái nhà với cái móng không chắc. Và lúc đó thì điểm số của con chưa chắc sẽ đạt tối đa số điểm mà con cũng như là các bậc phụ huynh mong muốn. Có nhiều phụ huynh lo lắng rằng là con học môn này ở cô A chưa đủ, lại đi xin cô B cho con học tiếp. Vậy vô hình chung là con học một môn ở hai hoặc ba nơi. Vậy thì tại sao nó không tốt? Thứ nhất, mỗi một giáo viên đều có cách dạy cũng như cách hướng dẫn khác nhau. Vậy thì khi con tiếp nhận một luồng kiến thức với nhiều cách khác nhau, con sẽ xảy ra một tình trạng đó chính là bị rối loạn kiến thức. Mà khi rối loạn kiến thức, con sẽ cảm thấy hoang mang và con không biết rằng là trong cái bài tập đó hay trong cái bài tập đó con nên áp dụng cách của cô A hay của cô B. Từ đó dẫn đến tình trạng con sẽ không biết cách để xử lý vấn đề đó như thế nào. Hiện nay rất nhiều giáo viên giỏi đã mở một cái lớp luyện thi. Tuy nhiên, giáo viên giỏi thứ nhất người ta chọn là học sinh. Vậy thì khi mà các bậc phụ huynh có con ở một cái mức độ nó thấp hơn mà cố gắng và thuyết phục giáo viên đó nhận con vào lớp, thì vô hình chung chúng ta đang làm một cái ngược lại. Đó chính là gì? Là cho con một cái môi trường mà quá sức với con. Khi mà sao? Tốc độ của con chỉ đạt được 10 nhưng tốc độ của giáo viên là 20-30. Vậy thì sẽ làm cho con bị choáng ngợp, làm cho con bị quá tải cũng như là bị bội thực bởi cái lượng kiến thức mà con không biết xử lý những cái lượng kiến thức đấy như thế nào. Chính vì vậy, giáo viên giỏi không quan trọng bằng việc phải tìm được giáo viên phù hợp với con. Hy vọng rằng là sau khi các bậc phụ huynh đã nghe qua 4 bộ nhận đó thì các bậc phụ huynh sẽ có một cái suy nghĩ nó chính xác hơn, một cái suy nghĩ nó phù hợp hơn, và để từ đó chọn lựa cho con cái mình một cái cách học cũng như là giáo viên học cũng như môi trường học để sao cho con thì phát triển toàn diện.